Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay là các bác mẫu xe đạp địa hình XDS GX500, một dòng xe đạp khung nhôm và được sử dụng một cái nước sơn gọi là màu sơn Guardian. Nó sẽ đổi màu theo góc nhìn, theo hướng nắng. Thì khi mà ra sáng thì nó sẽ có cái màu xanh như này các bác nhé, còn khi vào tối thì nó sẽ đổi sang cái màu tím. Đấy, màu anh tím rất là đẹp. Và sơn này là sơn nhũ các bác nhé, có những cái lớp nhũ này cực kỳ đẹp. Đây, cái màu này thì không thể nào mà fake được rồi. Đổi màu theo góc nhìn, cải thêm nhũ này, trông nó rất giống là những cái dải ngân hà, những cái vì sao trên bầu trời các bác nhỉ. Thì cái tông màu kiểu Guardian này nó là đặc sản của cái hàng dòng XDS này rồi. Rất nhiều model được sử dụng cái nước sơn này. Khung sườn thì cũng rất là đẹp các bác nhé. Khung sườn dây thì đã được chạy âm này, và nó có những cái đường cắt kim cương cản gió ở những cái chỗ này, tạo cái độ thẩm mỹ cũng như là đạt được cái để nó xé gió khi di chuyển trên đường. Thương hiệu XDS màu GC500, một cái thương hiệu xe mà cũng rất là có tiếng và có cái chỗ đứng rất là tốt ở trên thị trường rồi, chuyên cho ra đời những chiếc xe đạp ngon bổ rẻ, cấu hình cao và giá cả thì rất là phải chăng. Giống như chiếc xe này thì cũng được trang bị đó là cấu hình Shimano DOJ M6000 các bác nhé. Dynaship, nó có cái dòng DOJ này mới, nó có cái khóa ở đây này, khóa lất tầng này. Dòng M6000, dòng đời mới thì cả gạt đĩa trước nữa các bác nhé, gạt đĩa trước nó cải một tí. Thì với những cái khung mà nó có cái đi dây ở đây thì nó mới có thể dùng được cái đề này mới này. Chiếc xe này thì zin đét rồi, zin hết 100% rồi. Và cũng rất là mới nhá. Ngoại hình thì các bác có thể nhìn trên hình và đánh giá này. Hầu như là sơn si, không có vết xước nhỏ đáng kể trên khung cả. Đấy, rất là đẹp, cực kỳ là mới. Trên phần vi đông xe các bác nhé, cũng được trang bị là tay bấm xả Shimano DOJ. Hai bên và cụm phanh dầu của Techo, kèm theo cả một cái khóa hành trình giảm sóc. Đấy, trình giảm sóc ở trên tay lái đây, cho các bác khóa lại rất là tiện lợi. Giảm sóc hơi các bác nhé, giảm sóc theo xe là giảm sóc hơi, cũng là zin nguyên bản đây, GCXDS đây. Đùi đĩa trục rỗng nguyên bản này, lốp CST, vành này cũng zin rồi, toàn bộ xe là zin hết 100% rồi. Đây, vành bánh là 26 inch, sử dụng quả lốp là 1.95, máy bi vòng, chạy bi vòng bạc đạn. Đây, nhôm X6 các bác nhé, xe sử dụng nhôm X6 siêu nhẹ này, siêu bền siêu nhẹ, rất là đẹp. Chiếc xe không có điểm gì để chê cả, cấu hình cao thì màu sắc đẹp, form dáng nó rất là độc. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 39-40 cm, là 40 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe của các bác đi được khoảng 1m60 đến 1m70 đi là phù hợp. Xe này thì rất là mới rồi, nên bộ chuyển động các thứ thì không phải nghĩ, cực kỳ là mượt rồi. Còn với cả cái bộ DOJ M6000 này nữa thì rất là chất lượng. Và giá bán của xe bên em đang bán là 10.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 79943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình
cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của Lai Bơ lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.